Trở về Hội An, tung tăng cùng nhau đạp xe trong khung cảnh Hội An đẹp nao lòng thế này và chiêm ngưỡng một Hội An yên bình hoài cổ là điều Linh và ba bạn trẻ khác đang rất nhớ nhung. Và khung cảnh này, dòng sông Thu Bồn yên ả hiện ra nằm trọn trong tầm mắt khiến lòng mình êm dịu vô cùng. Hãy cùng khám phá đây là đâu nhé! Gặp nhau là một cái duyên đấy, cùng đi với Linh Sếp Go nha! Ấn tượng đầu tiên của Linh là dãy nhà 3 tầng màu vàng rực, vừa cổ điển vừa hiện đại, cùng dàn dây leo xanh rợp thật đã mắt. Đây chính là Resort Siêu Marina Hội An, Resort 4 sao đẳng cấp, cách thành phố Đà Nẵng 29 km, chỉ 1 phút là đến chợ đêm Hội An và vài phút đi bộ vào phố cổ. Siêu Marina hiện ra từ trên cao xanh mát quá, phải không mọi người? Thời điểm Linh đến đây là đầu năm nay và cũng hơi nhạy cảm vì dịch nên Linh cùng hai người bạn của mình gần như bao trọn resort. Giá thuê lúc này chỉ 400 ngàn thôi. Và băng qua dãy hành lang vàng ươm này sẽ đến căn phòng mình ở tối nay. Wow, căn phòng rộng vô cùng với một chiếc giường khổng lồ cùng lối thiết kế phương Tây kết hợp với màu sắc đậm chất châu Á. Thật là tinh tế độc đáo đúng không mọi người? Còn đây là điều Linh mong chờ nhất, view của căn phòng chỉ có thể nói là tuyệt diệu mà thôi. Chúng ta đang ngắm dòng sông Thu Bồn êm ả, bắt nguồn từ núi Ngọc Linh xuôi về biển Cửa Đại Hội An. Nơi đây chính là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa lâu đời Chăm, Việt. Và chắc hẳn nhiều du khách khi ghé ngang cũng phải ngỡ ngàng với vẻ đẹp của em nó. Còn đây, view trước phòng của Linh, hàng trăm mái ngói đỏ nhấp nhô hiện ra. Bình dị thế mà cũng đẹp nữa. Và bây giờ mình cùng xuống dưới lầu, ra đoạn hồ bơi và khung cảnh dòng sông Thu Bồn lúc nãy vừa hiện ra nhé. Hồ bơi ở đây rất rộng và tất nhiên chỉ lẻ tẻ vài bóng người thôi. Men theo con đường rợp bóng của hàng dừa xanh thì đưa Linh đến thẳng với dòng sông Thu Bồn lưu dấu bao ký ức này. Những làn đò ven sông thêm những chiếc đò lẻ bóng trên mặt nước êm dịu kia, mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi. Và đám tụi mình đã phá vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng kia, tụi mình nhảy nhót trục trặc khắp mọi nơi. Cái cảm giác mà bao cả resort nó hoành tráng vô cùng mọi người ạ. Nhưng kèm với đó là nỗi xót xa cho một thành phố du lịch. Tụi mình thì được phục vụ ăn sáng tận nơi vì nhà hàng đang đóng cửa chờ ngày du khách quay lại. Chỉ có thể mong mọi thứ trở lại như vốn dĩ của nó. Bây giờ hãy cùng tụi mình đạp xe vào phố cổ Hội An và thưởng thức buổi chiều Hội An đẹp mê hoặc trong ánh chiều tà của hoàng hôn. Tạm chia tay Hội An tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi kế tiếp nhé.